Xin chào anh em nha anh em ơi. Bữa nay anh quay cho anh em xem cảnh ké nổi ở vùng biển Phan Thiết nè anh em. Ké nổi quá trời luôn, bọt tung té mặt nước luôn. Này là dấu nục điếu anh em. Nó bọt quá trời quá đất, nhưng mà cái móng của nó nhỏ. Bữa giờ cũng đánh nục điếu cho nên là mấy cái mé ké này là ké nục điếu nó bọt anh em. Nó rố lên luôn, nó rố mà có tiếng sồ vào nước luôn anh em. Quá trời luôn. Đây mình quay cho anh em xem cảnh ghe lưới rút Bình Định, tàu ké Bình Định, đoàn Bảy Hùng nha anh em. Đoàn Bảy Hùng Bình Định thì hình như gồm có 4 chiếc. Chiếc này là chiếc 92163. Hôm trước thì mình có quay cho anh em xem là chiếc 15. Chiếc 2163 này nó cũng tầm 90 với chiếc 15. Phò ghe nhìn đẹp quá. Mình đang rượt dí cái dấu ké nục điếu anh em, nó bọt tung té luôn. Mấy anh em lưới rút thì thấy cái dấu ké cũng quá hấp dẫn cho nên là rượt theo thử có cái món nào mà nó chịu lâu á thì mấy anh em đánh lưới. Đây quay cho anh em xem ké bọt nè, đó bọt quá trời luôn đó, móng mí anh em. Mấy mấy ké này cũng tầm 5-7 tấn, chục tấn đổ lại. Thì bởi vì mấy món ké này nó vừa bọt mà nó vừa báo máy của ghe lưới rút nhà anh em. Nên là mấy anh em bên ghe lưới cũng có nói là cái lượng ké nó cũng nhiều. Nhưng mà đa phần mấy anh em làm lưới rút đêm á thì mấy anh có đánh ké nổi, nhưng mà đa phần họ không có đánh là họ nhìn dấu ké nổi không nha anh em. Họ sẽ nhìn vào con ké nó báo mấy nữa. Bởi vì cái dấu ké nổi của con ké nục này nhiều khi nó nổi thì chỉ có một lớp một mà. Hoặc là những cái dấu ké nục mà nó có lộn ké trét á thì nó bọt gơ gớm lắm, nhưng mà cái lượng ké nó không có nhiều, nhiều khi chỉ có 4-5 tạ, 5-7 tạ một tấn đồ lại thôi. Thì nó cũng có bọt mé luôn. Nhưng mà anh em làm rất là ít khi đánh những cái dấu ké đó lắm. Đa phần là họ sẽ đánh những dấu ké mà vừa bọt mà vừa vô máy. Cho nên là có những cái clip mình quay cho anh em xem là lưới rút liêm đánh ké ngày, nhưng mà họ đánh cũng hơi chậm chứ không có keo ghe. Đó, ké bồn nữa nè. Bởi vì họ đánh họ vừa theo dõi cái dấu ké báo máy anh em, chứ không có giống như lưới rút ngày. Thì họ chỉ dòm ké nổi mà họ đẹp xương bô đổ khối họ đi bao cái khu vực nổi đó thôi. Còn lưới rút đêm thì họ đánh ké nổi thì nhiều khi họ đánh cái họ theo dõi máy nữa, họ theo ké. Cho nên là một số anh em vô bình luận là nói sao mà đánh lưới ngày mà đánh kiểu đó làm gì được ké. Thì mấy anh em biết á thì những cái tài công lưới rút thì họ cũng có nhiều kinh nghiệm dày dặn trong việc đánh ké, cho nên là họ sẽ biết được cái việc đánh, cái cách đánh nó như thế nào đó. Cho nên là tùy theo anh em cái suy nghĩ, cái cảm xúc của anh em khi xem video. Nhiều khi anh em dòm vô thoáng qua có thể là theo cái quan điểm của anh em như vậy, cho nên anh em sẽ bình luận khác, mình không có hờn trách anh em được. Đó, biển trời Phan Thiết nè anh em. Xung quanh chỉ là biển và nước và mây trời thôi. Đó, ké nổi mé bao quanh ghe của mình luôn.
mình chạy để tới cái khu vực mình xem ké, xong rồi mình thả trôi tiếp, thả trôi để quay ké cho anh em xem, mình chạy tiếp. Đó, mình mới quay qua bên này ké nổ quá trời, giờ quay phía bên này quay tiếp. Đó, nó có cái dấu nhau ở đằng xe anh em, nó muốn nổi lên đó. Đó, nó nổi lên tiếp anh em ơi, gấu lên. Wow, quá trời. Wow, ké nổi thì nhiều muốn đậu ghe mình lên luôn. Ké à? Phải chi mà có nước nó chạy lên vô mấy cái hầm ké. Ké nè anh em, ké chiều nấu quá, chiều nấu luôn. Quá đẻ luôn. Con rực rỡ nó cũng đang quay anh em. Xìa điện thoại nó quay kìa. Mày quay ghi luôn. Đó. Wow. Bồ táo bè táo luôn anh em ơi, anh em xem video nhớ chia sẻ cái video cho cộng đồng anh em đam mê biển cùng xem nha anh em. Nhiều khi cái kênh mình cái lượt tương tác nó không chưa đủ mạnh á. Cho nên là rất nhiều anh em thích xem video nhưng mà nhiều khi họ cũng chưa biết tới những cái video của mình đăng lên. Wow. Giờ này thành một bãi luôn anh em, giống như cái đám ruộng vậy á. Wow, quá trời quá đất luôn. Không biết là anh em đi biển á, thì anh em có thể gặp những cái món ké lớn hơn, giống như cái món ké mình quay đi cũng có. Nhưng mà mình gặp cỡ cái tầm ké này mình cũng gọi là nhiều rồi. Cho nên là những cái tầm ké nổi mình thấy như thế này thì mình cũng bình luận gọi là món ké lịch sử luôn anh em. Một số anh em thì có thể gặp những cái món ké nổi lớn hơn mình, cho nên là anh em có thấy thì anh em quay lại cho mình xem chơi, còn mình thấy thì mình quay cho anh em xem. Đó, nó nhâm hết mặt nước luôn. Đó, móng rố rẹt. Quá đẹp anh em ơi, đi biển kể năm mấy năm trời lâu lâu cũng thấy món ké nổi, nhưng mà mí dài mí thôi anh em. Ít khi mà gặp những cái cảnh mà ké nó nổi mà nó dạng trong cái khoảng thời gian lâu như thế này để mình quay đầy đủ một cái thước phim hoàn chỉnh cho anh em xem hết á. Đó, cho nên là cái cảnh ké nổi hoặc là những cái cảnh đủ loại ké nổi hết á, nhưng mà mình quay cho anh em nó không có đủ cái lượng video hoặc là nó chưa có đủ đặc sắc, cho nên là mình cũng không có đăng lên cho anh em xem. Nói chung là mình quay cũng có sự sàng lọc. Thì mẫu ghe của Bình Định anh em biết thì cũng nhiều chiếc chứ không riêng một hai chiếc. Nhưng mà mình thấy cái đoàn ghe của nhà Bảy Hùng này thì đóng khỏe, cái tầm ghe rất là đẹp. Đây mình quay cho anh em xem cái hòn Bố Khám thuộc cái vùng biển Phan Thiết nè anh em ơi. Anh em nào đi biển mà khai thác cái vùng 8, 9 hoặc là vùng 7 thì vùng 10 thì đều đi qua cái khu vực này. Ké nổi tiếp. Thật sự mà làm biển mà khi đi xuống với cái vùng biển Phan Thiết á là làm nó đầy hy vọng nha anh em. Bởi vì cái vùng Phan Thiết là một cái ngư trường ké nó rất là lớn. Nhưng mà khi xuống tới đây là anh em biết là nó rất là xe, nó cách bờ rất là xe. Khoảng cách gần nhất mà vô cảng Phan Thiết phải tầm 60 mấy lý. Còn mà nếu chạy về kè né là phải tới gần kè trăm lý, gần hơn xíu nữa thì cũng tầm 80 lý. Đó, kè nổi nó nhau hết, nó hơi lằn nhưng mà nó vẫn còn nhau anh em. Đó, đậu nữa là nó rố lên lại cho anh em xem. Mấy món ké này không có tiếng máy thì nó vàng lắm, nó rố lên xét bên ghe luôn. Chiều nó chịu bóng ghe anh em. Nó chịu bóng ghe cho nên là nó rố lên này. Đó, rố lên tiếp, nhát nữa. Quay cho anh em xem một cái cảnh ké nổi thật sự đầy đủ cho anh em xem cho nó để cái tầm mắt. Nó bây giờ nó lặn xuống nhưng mà còn cái độ nhau, cái trớn của ghế anh em. Đó, nó nổi lên lại nè.
quá đẻ, quá hấp dẫn, coi sướng mắt luôn anh em. Thôi cũng bị mày cái nghe thầy ơi. Đó, có cái dấu ké đang muốn nổi lên này. Thôi, em này. Đây mấy anh em ở trên ghe nãy giờ coi ké nổi để giờ nó ăn. Sai này là giống gì? Trong mình ở lại tối chiều. Vừa sẵn bóng bóng đếm quăng không nha. Wow. Qua ké. Wow, kêu được chưa? Thế tứ hướng à? Cái gì là đọc tứ hướng nhưng cái hướng là nó hết. Cái giật liền không loi. Vừa 7 giờ rưỡi quốc. Coi, đập trời vừa hí hí rồi giật loi không. Giữ lại mất không. Ghế đây chăm đâu phải như trên đẻo rồi mấy bữa chưa vô lây quay. Đây nó mình xếp vô một phát là vô đủ lượng luôn. Ghế này gốc. Thủ đô của nó. Rồi. Chị yêu neo chưa tới. Thôi vậy nó nói vậy. Chị giỡn bên.